Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Victor Lớp của mình. Thì hôm nay mình sẽ review về cái portfolio của mình, cái danh mục đầu tư của mình cho các bạn xem là từ đầu năm đến giờ thì mình lời được bao nhiêu nhé. Đây là cái portfolio của mình, tài khoản của mình ở trên trang CoinGecko. Thì các bạn xài CoinGecko lâu các bạn cũng biết rồi, thì CoinGecko nó có một cái tiện ích là khi đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ phải làm một cái danh mục của mình, và thông qua đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái khoản đầu tư của mình lời lỗ bao nhiêu, và nó sẽ hiển thị hết cho mình luôn. Thì đây là những đồng oncoin mà mình giữ từ đầu năm đến giờ. Thì trong này thì có một số đồng thì mình có cơ cấu lại danh mục ha, tại vì từ đầu năm đến giờ là thị trường nó cũng biến động, sau một cái pha tăng lên 60.000 thì Bitcoin nó giảm về 29.000, thì trong những cái thời điểm đó thì mình cũng cơ cấu lại cái danh mục của mình khá là nhiều, nên là số độc coin mình chốt lời mua vào bán ra rồi thì nó cũng thay đổi liên tục ha. Thì hiện tại thì mình đang giữ những cái đồng coin thế này, đồng đầu tiên là đồng Solanium, kế tiếp là Sandbox, và tiếp tục cuối cùng là cái đồng mình mới mua sáng nay là cái đồng Infinity. Thì tất cả những đồng coin này của mình mình giữ thì có những đồng thì nó x rất là nhiều rồi, ví dụ như WannaCafe mình mua 1.2 đô, bây giờ 2.8 đô là gần x3 này. Content code thì mình mua để mình đầu tư làm video, đầu tư bên cái mảng làm YouTube, làm video bên cái hệ sinh thái của content code á, thì mình cũng có đầu tư, mình mua code để mình mua vest. Thì cái số code này mình mua đến giờ thì đây là nó là mình lãi được 50% ha. Mình mua mình không nhớ thời điểm mua, mà đây trong này nó có liệt kê ra cho mình cái lịch sử mình mua bán này. Mình mua lúc giá 0.019, 0.018. Hiện giờ thì mình lời cũng gần 200 đô đó, tức là 50%. Rồi đây những cái đồng mình mới mua hôm qua là Kylin này, ConV này. Thì hai cái đồng này là của thuộc hệ sinh thái của Dot nhé. Dot thì cái dòng tiền nó chưa có được đổ vào, thì mấy ngày hôm nay á, trong vòng mấy tuần nay thì dòng tiền nó chủ yếu nó đổ vào cái hệ sinh thái của Solana, cho nên là các bạn có thể thấy một số con trong hệ Sol á nó bay rất là kinh. Solanium này mình nhớ là mình mua giá 0.2 mấy á, 0.39 à, 0.39, mà bây giờ là 2.39 à, cũng ít rất là nhiều rồi. Thì cái đồng Solanium mình vẫn giữ, dù là mình đã x5 x6 với nó rồi ha, nhưng mà mình vẫn giữ. Bởi vì sao? Là cái đồng này á, cái tổng cung của nó khá là bé, tổng cung của nó chỉ có đây, cái cap của nó có 109 triệu ha, 109 triệu, và cái tổng cung của nó chỉ có mấy chục triệu thôi, cho nên là đồng này mình vẫn giữ ha, mình chưa có bán. Thì mình có bán đồng Solana thì mình mới bán hôm qua, mình bán Solana mình mua giá là 30 mấy đô á. Thì hiện nay Sol cũng giá nằm ở 140 mấy đô rồi, 3.42 à, 3.515, thì mình x tầm x 4 lần ha. Thì mình đã bán đồng Sol mà mình chuyển cái danh mục, mình lấy cái số tiền đó mình mua đồng Kylin và đồng CoinV, hai cái đồng thuộc hệ sinh thái Dot. Bởi vì mình kỳ vọng là tiếp sau Solana thì cái hệ sinh thái Dot thì dòng tiền nó sẽ đổ vào. Rồi ngoài ra thì mình còn mua thêm đồng Wanaka Farm, cái đồng này là của một cái game Wanaka Farm, mình cũng rất là kỳ vọng cái game này. Đây là một cái game một team của Việt Nam phát hành và đội nhóm team 100% là người Việt Nam. Cái đồng Wanaka này thì mình mua giá 1.2, thì bây giờ nó gần 3 đô, thì coi như là gần x3 rồi, mình cũng chưa có bán. Bởi vì mình mục đích mình mua để mình đầu tư, mình chơi game mà. Với là mình kỳ vọng có thể nó còn lên nữa, có thể là 5 đô và có thể là 10 đô chẳng hạn. Mình cũng chưa bán luôn. Rồi tiếp theo là đồng Otterbird, đồng này thuộc hệ sinh thái Near. Cái đồng này nó cũng là một đồng nền coin nền tảng. Mình mới mua cách đây 2-3 ngày này, mình cũng lời 22% này. Cái danh mục đầu tư ở trên CoinGecko của mình nó rất là nhiều tính năng hay. Khi mà các bạn tạo tài khoản trên này á, các bạn mua bán giá nào á, thì nó sẽ cho các bạn biết là tỷ lệ lời lỗ, và nó hiện ra phần trăm và số lời ra tỷ giá tiền ra cho các bạn luôn. Rất là tiện, nên các bạn nào mà chưa chưa biết thôi thì tập làm quen, và khi sau khi tạo tài khoản thì
chúng ta làm một cái portfolio này để theo dõi cái danh mục đầu tư của mình, nó rất là cần ha trong quá trình mình đầu tư trên cái thị trường này. Đồng Casper này, đồng Casper này là cái đồng mà nó chia rất là nhiều rồi. Đồng Casper này bạn mình có thằng bạn nó mua cách đây 2 tháng, nó mua cái giá gần 1 đô. Cái giá gần 1 đô mà bây giờ cái giá nó còn 0.10 mấy đô à. Nó mua chỗ này. Đấy, bây giờ nó xuống đây là cái tài khoản nó chia 10 rồi ha, bỏ ra 10 triệu mua thì bây giờ còn có hơn 1 triệu. Nhưng mà cái đồng này thì mình cũng mới mua, mình thấy cái giá nó giảm sâu lắm rồi. Mình cũng mua. Thì cái đồng con này thì được giao dịch trên rất là nhiều sàn. Nhưng mà nó cũng dạng nó cũng bị làm giá, cho nên rất nhiều người cũng bị đu đỉnh ở cái đồng này. Đối với Caster thì mình có thông tin là trong tháng 9 này thì phải, thì nó sẽ tiếp tục nó phát hành thêm coin, thì khả năng thì có thể là giá nó còn giảm nữa. Nhưng mà mình nghĩ thì nó sẽ không giảm sâu hơn nữa đâu, cùng lắm thì về 0.1 hoặc là 0.08 gì đó. Không phải lúc nào mà khi mà cái đội team dev của nó tung nó bán xả ra coin ra ngoài thì giá nó cũng giảm ra. Không phải, kinh nghiệm ở đây là cái đồng Solana, cái thời điểm mà giá nó 0.1 đô cũng có giai đoạn nó bán, mình không nhớ 0.1 hay bao nhiêu đó. Nó bán xả thì ai cũng sợ nó xả thì giá nó sẽ giảm, nhưng mà cuối cùng nó không giảm. Thì Sol bây giờ các bạn biết là tăng từ 0.1 đô mà 0.x đô á, bây giờ hơn 100 đô là tăng biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên là trong cái mùa đầu tư này mình cũng sẽ rút kinh nghiệm. Mình đầu tư từ 2017 ha. Nhưng mà do mình cái tâm lý của mình nó chưa có vững, cũng như là mình chưa hiểu cái đồng coin mình mua, cho nên là mình mua vào bán ra rất là nhiều. Dẫn đến là cái số lời không bao nhiêu cả. Cứ mua và thấy không thấy nó không nó tăng được vài ba ngày, vài tuần lại bán xong mua đồng khác thì bán xong thì nó lại tăng. Đó, cái trò đời nó như vậy. Thì ở cái mùa uptrend này á, mình thì sau khi mà mình chốt được gốc rồi á thì mình sẽ số lãi còn lại mình sẽ gộp ha, mình xác định một số đồng mình sẽ hold dài được, ví dụ như là Kylin này, Conve này, Caster này, Octopus này, những đồng này đều là đồng coin nền tảng và mình đã tìm hiểu ha. Rồi Infinity này, Infinity thì có liên quan đến cái team mà tạo ra cái đồng Engine Coin thuộc hệ sinh thái về game NFT á. Đó, thì đây là những đồng có thể mình sẽ giữ lâu ha. Còn Wanaka Farm thì nó liên quan đến game, thì cái trend game thì hiện tại nó vẫn còn nóng ha, vẫn còn hot, nên có thể mình tiếp tục mình giữ, hoặc là mình có thể mình đầu tư mình chơi game, hoặc là có thể nó lên x4 x5 thì có thể mình chốt gốc và mình tiếp tục mình giữ. Đồng Sandbox này cũng là một cái đồng mà mình cũng rất là thích ha. Nó ở vị trí top 112. Đồng này thì cái tổng giá trị vốn hóa thì nó cũng khá là cũng tương đối cao rồi, 882 triệu đô, nhưng mà mình vẫn kỳ vọng vào đồng này nữa ha. Đồng này thì có thể mình xác định mình sẽ hold dài được. Thì đồng này có thời điểm nó lên đến 1.2 đô, nhưng mình chưa chốt. Mình khá là kỳ vọng đồng này về long term dài hạn, mình vẫn có thể tin đồng này có thể nó lên được cái mức khoảng là 4 hoặc 5 đô nữa cơ, hoặc còn là có thể là hơn. Vì mình nghĩ cái trend game NFT á, play to earn, mình nghĩ nó không phải là một cái trend nhất thời, mà nó sẽ là một cái trend dài ha, một cái xu hướng của thị trường trong tương lai luôn. Cho nên là mình sẽ hay mình giữ lâu cái đồng này. Thì trong cái danh mục đầu tư của mình á, thì có cả coin rác nữa, có cả mấy đồng gọi là coin sổ số đấy, rồi đồng set moon này, sell moon và set moon này. Đó, hai đồng này mình cũng mua, nhưng mà các bạn có thể thấy là mình mua rất là ít ha. Đây mình mua con này mình mua 47 đô, con này mình mua 51 đô. Thì đối với những cái đồng coin sổ số này á, thì mình sẽ không có dám đầu tư nhiều đâu, mà chủ yếu danh mục đầu tư của mình hold, thì mình sẽ phân bổ cái vốn vào những cái đồng mà đồng altcoin mà thứ nhất là cái chart giá của nó mình thấy nó còn đẹp, nó còn tích lũy, nó chưa có bay cao. Thứ hai là cái tiềm năng giá trị của nó lâu dài, thì mình sẽ đầu tư nhiều ha. Còn những đồng coin sổ số này thì mình không có mạo hiểm ha, mình là có thể nó x50 x100 lần gì đó, nhưng mà mình chỉ phân bổ như thế thôi. Thì đó cũng là một cái cách quản trị vốn, quản trị rủi ro mà các bạn có thể tham khảo học hỏi ha. Đối với chiếc đồng coin quá rủi ro thì chúng ta chỉ cơ cấu một vài phần trăm cái danh mục đầu tư của mình thôi. Đây đồng Radio Kaka này, đồng này trong vòng một tuần x40 lần này, mình cũng mua một xíu ha. Nhưng mà mình đây có mình mua có 10 mấy đô à, mình không dám mua nhiều đâu. Thứ nhất là những đồng coin nó không có nền tảng, thứ hai là cái chart giá nó tăng quá nhiều rồi, và mình không có thực sự mình hiểu về nó, thì tốt nhất là mình nên đầu tư ít thôi ha, không nên đầu tư nhiều. Đây Sol này qua bán 145, giờ xuống 138 này.
thì đây ngoài những đồng coin mình đang mua thì đây cũng, mình cũng theo dõi những đồng coin khác, ví dụ như Chainlink này, Phantom này, rồi những đồng khác nữa. Đây đồng PVO này, PVO thì mình có đầu tư hai tài khoản là hết 30 PVO, và sau hai mùa thì trừ đi cả cái số mà lỗ vì game nó cập nhật rồi vào mình không chơi được thì là cái số LE nó trả về cho mình nó ít hơn, nên là nó ít hơn rất là, bị mất rất là nhiều. Nhưng mà cái game này thì mình cũng đã hoàn gốc và mình đã chốt gốc rồi ha, mình chốt hết gốc và mình để lại, mình mua những cái vật phẩm, những cái cây trong cái game này để mình tiếp tục mình chơi. Thì review thì mình chốt gốc rồi, còn lại mình đang cày hai tài khoản ha. Thì game này thì mình cũng rất là, mặc dù vừa rồi nó cập nhật bảo trì khá là nhiều, nhưng mà mình vẫn kỳ vọng cái game này ha, mình cày cái khoảng tầm tháng là có thể mình mua được những cái cây vĩnh cửu rồi. Đây skill thì cái đồng này mình cũng mua từ giá 4 mấy đô á, mình mua thời điểm mà nó còn chưa hot, nó chưa boom á. Mình mua 100 skill thì để mình chơi game này. Con game này thì mình cũng kiếm được mấy chục triệu ha. Đỉnh điểm là giá nó lên hơn 100 đô. Sau đó là mình cũng chốt gấp và cũng kiếm lời được khá khá đó. Nhưng mà sau đó thì nó xẹp rồi ha. Đây cái đỉnh điểm các bạn có thể thấy là giá 142 đô, bây giờ về có 30 đô thì cái game này gần như là mấy hôm nay mình không có vào luôn á. Mình một ngày mình có thể đi đánh để kiếm skill, nhưng mà đây thì mình kiếm skill thì trừ ra cái phí ga BNB mình mất thì có khi mình lỗ, cho nên là mình coi như mình còn một tài khoản nữa, là mình cũng bữa giờ cả tuần rồi mình cũng không vào luôn. Đây cái game skill đây, 2-3 tuần rồi mình cũng chưa vào, mình còn 3 con tướng này. Thì với cái giá skill nó quá rẻ thế này và một lần đánh mình nhận về quá ít thì thường là mình chơi kiểu mình chơi gộp ha, mình chơi một lần đánh một lần cho hết stamina luôn. Bữa nay một trận được 0.17, một trận được 0.17, 0.17 nhân 30, 0.17 nhân 30, một trận được 5 đô ha, một trận 5 đô, vậy là 3 trận được 15 đô, cũng khá là ok đấy chứ. Có thể chắc hôm nay, từ hôm nay trở đi mình chơi lại ha, vì game nó update mới rồi này các bạn. Mình chỉnh lại cái phí ga, mình giảm cái phí ga của mình đi để mình đỡ. Thì thắng 3 trận là kiếm được 15 đô à. Cũng khá là ngon đấy chứ. Rồi lỗi gì rồi. Ngàn đi. Cách đây mấy tuần á, cái mình chơi mà cái skill mình kiếm về một trận có 0.0 mấy thôi, bây giờ nó lên đến 0, nó tăng x10 rồi, có thể là mình tiếp tục mình cày. Ôi trời, 0.18 đô chứ không phải 18 skill, quá bèo. Một trận công kiếm được 0.18 skill mà mình phải bỏ ra là 0.0007 BNB. Như là BNB là bây giờ coi giá bao nhiêu nhỉ? Thì bây giờ là 495 đô rồi. Mình một lần chơi mất 0.37 đô mà thu về 0.18 đô thì coi như là lỗ rồi. Cái game này coi như mình xác định giống như chắc là nó chết luôn rồi ha các bạn. Cái giá nó thế này mà bây giờ chơi thì lỗ thì thôi chứ ai mà chơi nữa.
Bây giờ con 30 đô mà một lần đánh chỉ có bằng đó skill mận trừ phí đi mà còn lỗ thì thôi chứ. Cho nên á các bạn á, với cả mình rút kinh nghiệm á, đầu tư bất kỳ cái game hay là cái gì á, mình cứ chốt gốc đi cho chắc. Bởi vì mình không biết là tương lai nó sẽ như thế nào cả, không ai biết trước được ha. Thì cái thị trường này thì nó rất là tiềm năng, lợi nhuận nó rất là cao, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng khá là rủi ro. Cho nên là kinh nghiệm của mình là cứ lời là chốt gốc, chốt x2, x2, x3, x bao nhiêu đó mình cũng chốt. Mình chốt xong rồi thì mình có thể mình cứ lấy lá đó mình gồng. Kinh nghiệm xương máu không? Cái tài khoản của mình hồi đầu năm thời điểm mình đầu tư cái con quay á, mình bỏ ra như 3.000 đô, có thời điểm tài khoản mình lên 9.500 đô, mình không chốt các bạn. Mình không chốt. Cuối cùng là lần 1 đô. Đô mình bỏ ra 3.000 2.000 đô này. Xong là đến khoảng tháng 5 là Bitcoin nó điều chỉnh mạnh, nó giảm đến 29.000. Từ cái thời điểm đầu năm cho đến lúc mà đến tháng 5 rồi tháng 6 tháng 7, đến lúc mà Bitcoin nó xuống 29.000 đó, mình khủng hoảng luôn, mất ăn mất ngủ luôn đó. Mặc dù là mình đầu tư thị trường này là từ 2017 rồi, nhưng mà tâm lý tham lam thì đúng là tâm lý con người mà các bạn, rất khó kiểm soát. Thì nhưng mà mình được cái là mình không có bán. Sau khi mà nó giảm đến 29.000 á, có thời điểm cái tài khoản của mình nó xuống còn có 2.800 à, gần như là lỗ các bạn, lỗ 10 thời điểm là lỗ đến 20 mấy triệu á. Lúc đó là mình chịu không nổi, có thời điểm là mình tí nữa thì mình bán đó các bạn, mình bán ở thời điểm đó mình bán thì đúng là mình bán ngay cái đáy luôn. Nhưng mà sau đó mình bình tĩnh lại thì mình đợi ha, mình đợi, nghĩ là Bitcoin lúc đó này nó có thể nó sẽ có một cái nhịp hồi, nó có một cái nhịp hồi về cái vùng giá là 40, cái vùng giá hiện tại này 47 48.000 á. Thì cái lúc mà nó xuống 29.000, sau nó lên đến 40 ngàn, các bạn thấy này, nó lên 40.000 ngay chỗ này, xong là nó sập về tới đây là rất là nhiều người là sợ ha, rất là nhiều người sợ hãi. Có người thì về đây là những F0, là những người mới chơi, họ sợ khi họ bán này. Nó về đây là 33.000, là khi như 29 hay 29.000, rất nhiều người bán đáy. Khi nó lên tới đây đó là nhiều nhiều người kỳ vọng nó sẽ lên luôn, nhưng mà nó không lên luôn, nó lại vòng nó xuống một lần nữa, nó xuống lần này này, lần thứ hai này, tiếp tục nó xuống lần thứ ba nữa. Thì ở những cái pha xuống này mình bảo đảm các bạn luôn là những người mà tham gia mới chơi hoặc là không có kinh nghiệm hoặc là đầu tư với cái số tiền vay mượn á, rất tâm lý ha, rất sợ hãi, và khá là nhiều người mình chắc chắn luôn sẽ bị bán đáy ở cái vùng này. Mình đây mình chơi 1 năm, mình chơi từ 2017 mà mình nó xuống đấy mình còn thấy sợ mà. Cũng như là anh em mới thì Bitcoin thì qua cái giai đoạn nguy hiểm đó rồi, thì các bạn thấy này, cái vùng giá 46 đến 50 ngàn này thì nó vượt qua rồi, bây giờ nó nằm trên 50 ngàn. Bây giờ Bitcoin cứ giữ được cái vùng giá này thì mình nghĩ nó có thể nó có một cái pha tăng lại. Tiếp theo cái target tiếp theo là ở cái vùng đỉnh cũ này ha, cái vùng 560, 60, 62, 60, 63 ngàn này. Thì nếu mà mình nhìn ở một cái chu kỳ lớn á, cái chu kỳ sóng tuần á, thì các bạn có thể thấy này. Thì theo cái học cái lý thuyết sóng Elliott, sóng tăng á, thì nó sẽ có 5 sóng tăng. Thì có thể mình nhìn đây, thì đây cái sóng mà từ 12.000 cho đến 61.000 này, từ năm ngoái đến giờ là một cái sóng tăng thứ nhất. Và cái sóng từ 61.000 về 29.000 này là một cái sóng điều chỉnh thứ hai. Thì nếu mà theo cái thuyết Elliott á, thì cái sóng này là cái sóng tăng tăng thứ hai, cái sóng này này. Thì cái sóng này nó thường thường á, theo lý thuyết thì nó sẽ là một cái sóng dài nhất. Thì nếu mà đúng như vậy thì Bitcoin nó có thể nó lên đến một tiệm cận 70 80 ngàn ha, 90 ngàn. Sau đó là nó lại một điều chỉnh một sóng nữa, rồi tiếp tục là nó sẽ tăng. Nó tăng một cái sóng sóng tăng cuối cùng trong cái chu kỳ 5 sóng. Thì đó là cái sóng Elliott mà bên phân tích kỹ thuật á. Thì đó mình phân tích theo chiều hướng tích cực là như vậy. Còn được hay không thì cái đó mình không không biết, không ai biết trước được thị trường. Nhưng mà tốt nhất thì tới điểm này thì có thể là mình có thể mình chốt lời rồi, mình chốt một ít, hoặc là mình nói lên đây tới đây nữa, mình chốt tiếp một ít nữa. Nếu mà nó có giảm thì cũng không sao. Nếu mà lỡ mà lên tới đây nó sập về tới đây thì mình cũng không sao cả, gốc mình chốt rồi, có thể lãi mình lời được ít đi thôi. Còn nếu mà nó lên, nó tiếp tục lên tới đây thì tiếp tục mình lãi tiếp. Hoặc nó từ giờ đến cuối năm mà mình nghĩ nó tăng lại đến tới đây là quá mừng quá vui rồi. Mình không kỳ vọng thêm là nó phá được cái vùng giá là cái đỉnh cũ này đâu ha, cái đỉnh 60.000 này. Mình nghĩ có thể đến cái mùa của cái đợt uptrend
những năm sau đó. Mình ăn ít thôi, ăn ít nó lâu, tham quá là dễ chết các bạn, mắc hỏng. Thì tổng cái vốn và gốc của mà lãi của mình giờ là gần 7.000 rồi. Có thể bây giờ mình chốt 3.000, mình chốt 3.500, mình để lại 3.500. 3.500 này mình, các bạn nghĩ xem, mình hold dài hạn ha, mình hold có vài năm mà những đồng con này nó x, cho là nó x 10 đi, trong vòng vài năm thì 3.500 của mình có thể lên đến 35.000. 35.000 đầu giữ trong vòng một vài năm mà lên đến 35.000 thì các bạn thử xem bây giờ mình đầu tư, bây giờ ra ngoài đầu tư cái gì mà trong vòng có vài năm mà nó x 10 như vậy. Không có một cái thị trường nào hết à, chỉ có cái thị trường crypto này thôi nó mới cho mình một cái cơ hội như thế thôi. 35.000 mà nhân cho 23 cũng 805 triệu, còn 200 triệu nữa là được 1 tỷ ha. Mình nghĩ nếu mà trong, nếu mà cái tài khoản này của mình 3.500 này mình giữ vài năm thì mình nghĩ nó sẽ không những x10, có khi nó còn x rất là lớn hơn, tại vì thị trường bây giờ nó đã tiến hóa, nó phát triển được một bước dài rồi, thì không phải như 2017 nó cộng đồng nó FOMO rồi coi nhiều đồng coin, nó chưa có một cái nền tảng gì, nó chưa có cái ứng dụng thực tế. Thì đến cái chu kỳ tăng năm nay mình thấy nó, thị trường nó có một cái bước tiến hóa, nó mình cảm nhận nó càng ngày là cái dòng tiền rồi cái niềm tin của nhà đầu tư rồi tất cả mọi người càng ngày là càng tin tưởng và đổ tiền vào đây ha. Và năm nay thì có khá là nhiều tin tốt, các quỹ đầu tư thì họ đầu tư khá là nhiều lâu rồi, nhưng mà càng ngày là cái dòng tiền của các quỹ nó đổ về đây rồi, cái sự chấp nhận tiền điện tử của một số quốc gia khá nhiều, là nhiều tin tích cực và tin tốt như vậy. Thì mình nghĩ tương lai thị trường này nó sẽ còn nó còn tăng nhiều nữa ha. Cái vốn hóa bây giờ mới có 2.300 tỷ, chưa là gì hết nè. Vốn hóa của vàng như mình nhớ không nhầm là 10.000 tỷ, thì bây giờ thị trường tiền số này mới có hơn 2.000 tỷ, tức là hơn 20, so với thị trường vàng thì chỉ chiếm khoảng 20%+ thôi. Thì các bạn nghĩ xem, nếu sau này nó tăng lên 10.000 tỷ thì những cái đồng coin nền tảng mà mình giữ thì sau này nó còn x bao nhiêu lần ha. Đó, cho nên là đầu tư nhiều khi là chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì và hiểu được cái đồng coin mình đầu tư là nó có giá trị như thế nào, và mình phải theo dõi nó ha. Ví dụ như cái đồng Solanium này, đó, mình đầu tư, mình nắm giữ nó thì lâu lâu mình phải lên trên các trang mạng xã hội, ví dụ như Twitter là Telegram, mình coi nó có cập nhật gì mới không, đó, cộng đồng của nó có phát triển không. Nếu mà mình cảm thấy cái cộng đồng của nó càng ngày nó giảm đi và nó không có một cái update gì mới á, thì mình có thể mình xét lại, mình chốt lời và mình tìm kiếm một cái dự án tiềm năng khác để mình tiếp tục mình hold dài hạn vài năm. Thì đó là những cái kinh nghiệm cũng như là cái quan điểm của mình khi mình đầu tư ở cái thị trường này. Chốt lời không bao giờ sai ha, các bạn nhớ nha. Rồi ok, chắc video cũng hơi dài rồi, mình dừng lại đây ha. Toàn bộ cái video này là mình nói về cái quá trình cảm xúc cũng như lời lãi của mình từ đầu năm đến giờ và số lãi của mình cho các bạn xem, có một cái gì đó kinh nghiệm, hay là có cái gì đó các bạn có thể học hỏi từ cái kinh nghiệm, cái portfolio đầu tư của mình. Thì các bạn có thể xem xét học hỏi ha. Nếu mà có gì nó không đúng hoặc là chưa chưa ok lắm thì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Ok, mình cảm ơn các bạn.